Ok, hello anh em. Hôm nay tôi sẽ chơi một cái game cũng nó ra cũng khá là lâu trên mấy cái hệ máy PS4 rồi. Bây giờ nó ra trên PC. Cái game tên là Journey. Thì cái game này cũng nhìn qua cũng khá là hay, tại vì tôi cũng chưa chơi, nói chung chưa chơi, nhưng mà tôi coi những cái sơ qua cái gameplay của nó thì tôi thấy nó rất là ưng. Kiểu như là nó style nó ưng với tôi. Có thể là nó sẽ không hợp với các bạn nhưng mà nó sẽ hợp với tôi ha. Nên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái game này. Ok, chúng ta sẽ vào chơi nhé. Được thiết kế cũng khá là đẹp nha các bạn, nhìn nó khá là mượt. Không, nhìn nhìn là tôi thích liền à. Nó có giọng hát nè các bạn, nó giống như cái game game Rich bữa tôi chơi đó, game Rich bữa chơi cũng kiểu mà hát gì nè. Tuyệt vời, tuyệt vời, đồ họa rất là tuyệt vời. Nhìn xung quanh là sa mạc, sao mà nó là sao mà đúng là thể loại tôi thích luôn. Điểm gì thì tôi không biết. Bây giờ mình sẽ đi tới nó nha. Mình sẽ băng qua. Ồ, chưa kém này, chưa kém. Chưa kém luôn. Có rất là nhiều bia mộ. Xung quanh rất là nhiều bia mộ nhưng mà chỉ có chỗ này là nhiều nhất. Chỗ kia thì tôi thấy không có. Game này nó tự chèo, tự nhảy luôn, mình chỉ cần điều khiển nó đi thôi. Nó sẽ tự nhảy lên. Ở đây chắc mình sẽ hát cái giọng cao anh vàng của mình lên. Theo
nó giúp mình bay qua một đoạn cho nó nhanh hơn một chút hay sao á. À, kiểu nó chỉ giúp mình bay qua đại cho nhanh thôi, thì mấy lá bùa là vậy đó. Đi tới có gì đó thôi. Mình cũng không biết là như thế nào. Cứ chờ tiếp thôi. Đi bên kia nó bắt mình phải rớt xuống đây. Hôm nay mình phải giải cứu những lá bùa này. Cái này nó không có thoại nên mình phải giải thoát cho mấy lá bùa này hả? Master.
gì không? Ôi tự động gì nó đua theo mình luôn kìa. Cái dung dung con người đang đợi cuối đường hầm kìa.
bay đó các bạn à. Khi nó nạp cho mình đầy cái dây á thì mình sẽ bay được. Và cái lằn ăn cái kia thì nó sẽ kiểu tăng cho cái độ dài của cái dây phía sau lên càng lúc càng dài. Nếu như mình nãy giờ đúng đón về là chính xác luôn. Sao nó sáng lên nè. Làm cho mình nhớ tới game rít dễ sợ. Rít cũng kiểu hét lên rồi cả. Mami. Cái áo mới
hết kìa, đúng không? Thank you.
thu thập để vẽ bức tranh toàn toàn diện hay sao? Alibaba quá ta, đi tiền thảm không? Dã man. Okay.
mommy. Is that you? Yes. Yeah, thêm một miếng. Thank you.
dân cổ xưa. Nào, cái lòng dưới này. Ôi, nó đốt kìa, nó vù à. Các bạn giờ tiểu luôn mất tiêu diệt cái nó buồn. Mấy lá bùa lẩn trốn những con này. Đúng, chỗ này nó bảo vệ mấy lá bùa. Vô dễ quá nhầy, mấy con nó không vô được. Tụi má đứt hết đoạn dây, chén giả mang. Mình hút đốt cháy hết đoạn dây. Đây là vùng đất lên thiên mà nó đến thế nào nó vô được. Tụi má bị đốt cháy hết đoạn. Địch mãi mấy con khốn nạn đó. À mình giật mình. Mommy, please save me. Thank you.
áo choàng của mình. Giờ phải làm sao để bay lên trên. Mẹ nhìn vậy chưa đầy rộng quá luôn rồi. Phải mở xiên xích cho mấy cái lá này cho nó bay ra. Sáng tự động sáng luôn, nó không cần phải nạp năng lượng từ mấy cái lá bùa bay nữa, tại vì cái nguồn ánh sáng nó nằm phía dưới, nhưng mà đụng thì nó đã nạp rồi. Đó, thì mình bay hết đi nha, bay hết đi mới vừa đụng được cái nó nạp rồi. Đó, là mình tự qua tiếp. Thank you.
để cho nó bay được. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi tới đây thôi. Thì anh em thích thì anh em có thể download cái tựa game này về chơi nhé. Nó cũng ở cái chỗ trên Steam đấy. Thì anh em nếu xem xong video kênh anh em thích thì nhớ bấm like, share. Còn nếu anh em là người mới thì nhớ bấm vào nó subscribe đó vào cái chuông. Để khi mà tôi up video mới lên thì nó sẽ báo cho anh em biết. Tại vì tôi hay giới thiệu những cái game rất là hay cho anh em chơi. Anh em cứ bấm vào chuông và bấm subscribe thì nó sẽ không bỏ lỡ bất cứ gì đâu. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nếu mọi người thích tôi xem tôi chơi game này tiếp thì anh em có để lại comment phía dưới nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.